Ayo, hôm nay mình sẽ khui hộp và giới thiệu cho các bạn một sản phẩm rất thú vị đến từ nhà Ulanzi. Đây là bộ nhằm hút Ulanzi SC01 Transaction Cup Mount. Đây là một bộ nhằm hút rất là chắc chắn, có thể cố định điện thoại, action cam hoặc chiếc camera của bạn lên các bề mặt phẳng, từ đó giúp bạn có những thước phim đẹp và sinh động hơn rất nhiều. Khi mở hộp, chúng ta sẽ nhận được một chiếc túi đựng rất là đẹp đến từ nhà sản xuất chiếc nhằm hút Ulanzi SC01. Nhằm GoPro và một chiếc nhằm kẹp điện thoại rất quen thuộc trong các sản phẩm của Ulanzi. Chiếc Ulanzi SC01 được hoàn thiện rất là tỉ mỉ và cao cấp từ vật liệu chính là hợp kim nhôm và cao su. Vừa bền bỉ, vừa chắc chắn, vừa có tính bám dính rất là tốt. Phần cò bóp hơi cũng hoạt động vô cùng mượt. SC01 được thiết kế với hai đầu bi xoay 360 độ, không những rất linh hoạt khi điều chỉnh các góc mà cũng vô cùng cứng cáp. Các thao tác với SC01 cũng cực kỳ đơn giản khi mà các phụ kiện đi kèm của nhà sản xuất đã gần như phù hợp với mọi nhu cầu quay của các bạn. Thì các bạn có thể rig vào đó action cam, điện thoại hay là các mẫu máy ảnh nhỏ nhẹ. Chúng ta cần đảm bảo bề mặt hút được sạch phẳng, khô ráo thì mới có thể yên tâm sử dụng mà không lo về việc rơi rớt, bởi vì lực hút của SC01 rất là đáng kinh ngạc. Khi không cần sử dụng nữa thì chỉ cần đặt ngón tay vào hai lẫy mở được đánh dấu trên đế hút rồi nảy lên thì SC01 sẽ được lấy lên một cách rất là dễ dàng, dù lực hút được đảm bảo rất là tốt. Theo như công bố của hãng thì SC01 có lực hút là 12 kg ở chiều thẳng đứng và là 20 kg ở chiều ngang, cùng với độ chiều tải khuyến nghị là 1 kg. Chúng ta chỉ cần bóp hơi cho đến khi vạch đỏ trên cọng bóp chạm đến điểm cuối thì đã có thể an tâm sử dụng mà không lo về sự rung rắc hay là những sự cố bất ngờ, nhưng cũng nên kiểm tra lại sau mỗi 2 giờ nhé. Điều này không chỉ mang đến trải nghiệm sử dụng rất là tuyệt vời mà còn khiến cho việc mang vác hay là sử dụng SC01 ở những nơi khác nhau được trở nên thuận lợi hơn. Tổng kết lại thì Ulanzi SC01 là một chiếc nhằm hút được thiết kế rất đẹp, chắc chắn, bền bỉ, bên cạnh một hiệu suất rất cao được đảm bảo từ Ulanzi. Thì đây sẽ là một sản phẩm cực kỳ hữu dụng cho các bạn content creator hay là các bạn thích quay phim với sự đa dạng và nhiều góc quay, tiện lợi, nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng. Vậy các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy để lại bình luận ý kiến bên dưới nhé.